Anh ơi, anh ra ngoài trước coi, con thằng nó dỗ đít em vậy nè, nó đứng ngoài trước cửa, em vừa đi vô, có thằng nào ngon vậy? Phô câu của anh mà nó không nhớ đâu đâu. Nó kìa, nó. Ê trời, cái gì ghê vậy? Qua xử nó đi anh. Xử gì? Quất nó. Làm gì quất nó? Bóp đít em. Điên rồi, giờ đứt con cái làm dữ vậy. Xấu che tốt khoe, nó thấy đồ tốt thì khoe cho nó miếng cũng được. 40 mấy tuổi rồi, đựng ở giá luôn rồi chứ. Đâu ngờ trời xui đất khiến gì cho tôi quen được nàng. Tôi không đẹp trai, bù lại tôi có tiền anh em. Nhưng mà thời gian tôi quen nàng, tôi biết nàng quen tôi á, yêu tôi á, không phải vì tiền. Nên cũng định thời gian sắp tới tôi làm một cái đám cưới cho nàng có danh có phận đàng hoàng như người ta. Sẵn hôm nay nhà có đám nên tôi đưa nàng về ra mắt luôn gia đình của tôi. Thằng quay phim, mày quay cam ra kia. Đúng rồi, đó, anh em thấy chưa? Anh em, giờ sao anh em? Có nên tiếp tục nữa hay không anh em? À, cưới xong rồi, nửa đêm nó kêu dương cờ cỡ nghĩa, hai đứa chơi đấu kiếm với nhau à. Chán, người đàn bà có cây cà lem sô-cô-la. Bà nó đâu rồi, lẹ lên coi. Cái gì vậy? Mà cho ăn mày ăn hả? Sao ngày nào cũng tương hột, ăn sao vô? Bà bắt con gà bà làm cho tôi, con có mấy gà mái để cho nó đẻ. Bây giờ bà muốn làm một con hay để tôi làm nguyên chuồng? Rồi bà làm gì đó? Mày sao? Làm gà? Còn có mấy con gà mái nè, nói để đẻ làm giống mà. Cũng đòi ăn nè, nè. Để vô tôi cắt cổ hết luôn trong vừa lòng. Ồ, tự nhiên nay ăn cơm với tương hột thấy nó ngon quá bà. Nó thôi, khỏi làm gà nữa để tôi ăn cơm với tương hột được rồi. Trời ơi, ăn uống sao mà dính tùm lum nè. Đây anh chùi giùm cho. Cảm ơn anh, ngại chết đi được. Có gì đâu, bạn bè ăn chung mà quan tâm tí xíu. Trời ơi trời, tôi ngồi đây sờ sờ đó. Hai người làm gì? Giận, về luôn. Ồ, em. Trời ơi, em. Yeah, cho trả tiền thấy mẹ nó luôn. Yeah, dạ cô ơi, của mình là 3.2 triệu. Quá trời quá đất, 3.2 triệu nửa tháng lương. Mời trai có tí xíu, tốn 3.2 triệu, nản thiệt chứ. Anh ơi, bao nhiêu tiền em gửi? Trời ơi, có bao nhiêu đâu, ăn uống là tiền bạc gì em, hung anh cái rồi. Trời, dễ thương quá trời. Cảm ơn anh nha. Bữa sau qua ăn tiếp. Đục, mày quán ăn không cần trả tiền. Gì vậy cha? Thì cái chị nãy ăn đâu có trả tiền, hung anh cái. Trời ơi, bả vợ tao. Rồi, 2 tô 80 trả đi ba. Nãy kêu vợ mà hung còn có lý hơn. Hung cái gớm. Trời trời, giữ thằng ông đi câu từ sáng sớm tới giờ mới về đó. Có cá hả? Có cá chứ, câu là phải có chứ. Câu đưa thùng coi coi. Câu từ sáng giờ mà dính cá con lý vậy? Sáng tôi đi câu, tôi quên coi ngày. Hôm nay là chủ nhật. Mấy con cá kia như rủ nhau đi nhậu hết trơn cái gì vậy? Con này như còn nhỏ chưa biết nhậu nữa, ở nhà giữ nhà nè. Ý, ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em muốn ngắm mà coi bà nội. Mẹ có cái cửa không à, bấm không bấm, đứng đó cản. Bớt lướt TikTok là nha. Hù, sao không giật mình, không có vui hết trơn. Em hù anh phải giật mình chứ. Ok, để anh ra cho em làm lại nha. Rồi, đóng cửa lại à. Sao rồi, hết sốt chưa? Vậy đi, ăn miếng cháo cho nó khỏe nè. Hả miệng ra, em đút cho. Thôi đi, cái miệng đắng ghét, ăn uống được cái gì đâu. Không ăn uống gì hết, sao khỏe nổi. Để em ra coi ai kêu cửa hôm trước nha. Coi ai nhà không? Sao lâu vậy ta? Ủa, anh Tân Một Cú, thăm chồng em hả? 3 bữa nay rồi, nằm một liệt một chỗ, không ăn uống nổi gì hết á. Mà anh vô nhà chơi, ảnh nằm đằng kia kìa. Anh vô ngồi chơi để em đi pha trà cái. Wow, sao là cốt? Ổn không? 3 bữa nay thành sốt hoài, tay chân bủng rủng đi không nổi ní ơi. Phải rồi, 3 ngày rồi không được nhậu chứ gì. Cốt yên tâm đi, tôi qua thăm tôi có đem cho anh Cốt cái này nè. Thuốc này cực mạnh cho tôi.
Đây đây đây, tới liền đây. Để tôi đút cho. Há miệng ra cốt. Cái nữa nha. Sao không gót cái ly làm cái cho nó lại rồi. Cốt 3 ngày không được nhậu. Phải vô từ từ như vậy á. Vô lẹ quá nó sốc thụ cái là đi luôn á. Đâu đâu rồi, tháo này ra luôn đi. Nè làm mũ nữa cho nó quen đô lại đi. Tôi gót cái ly cho cốt. Má sắp nhỏ ơi, tôi khỏe rồi, tôi hết bệnh rồi. Bà ra bà làm con gà chứ. Là mồi nhắm cái. Ê, fan. Tại đi lấy nước vậy hả? Trời ơi, có xe đạp mà không biết tận dụng sao mà tay xách tay giác như mệt vậy. Đưa đây, tôi chỉ cho fan nè. Ta để cái thùng lên cái gì nè, rồi lấy dây cột lại. Nó có gì đâu mà fan phải tay giác chỉ cho cực vậy. Nhỏ lớn vậy, tôi trên núi không à, toàn là giác nước về nhà không chứ đâu biết gì cái này đâu, đâu biết đi đâu. Đâu coi ní biết ní chỉ giùm tôi đó, cái. Về xong rồi đó. Đó, fan cứ đẩy về là nhẹ đẩy nhàng về không? Chắc nhẹ hơn đúng không ní? Cảm ơn ní nha. Rồi bắt tay cái. Rồi cảm ơn ní nhiều. Tốt quá ní. Đi. Ừ. Ủa má này nó gọn hơn nhưng mà tôi thấy nó nặng hơn đi ơi. Ủa, nặng hơn nãy đi ơi. Nặng một bên luôn à. Crash, great.